Xin chào quý thầy cô và các em học sinh. Tôi là Đàm Thị Duyên, giáo viên tổ ngữ văn, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang. Hôm nay tôi rất vui vì được chia sẻ cùng thầy cô và các em học sinh về một giải pháp dạy học mà tôi đã thực hiện trong thời gian qua. Đó là phát triển năng lực đọc hiểu về văn bản truyện cho học sinh Trung học phổ thông theo định hướng chương trình mới. Sau đây xin mời quý thầy cô và các em học sinh cùng lắng nghe. Phần thứ nhất, xin chia sẻ với các thầy cô về cấu trúc của giải pháp. Giải pháp của tôi gồm có các phần sau. Thứ nhất đó là lý do thực hiện giải pháp. Thứ hai đó là nội dung của giải pháp. Thứ ba đó là minh chứng và những điểm mới của giải pháp. Và thứ tư đó là lời cam kết của người viết giải pháp. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần thứ nhất, đó là lý do thực hiện giải pháp. Kính thưa các thầy cô, một trong những nguyên nhân khiến tôi thực hiện giải pháp này đó là nhìn vào thực trạng của việc dạy và học môn ngữ văn trong chương trình trung học phổ thông hiện nay của chúng ta. Mặc dù các thầy cô chúng ta đang rất nỗ lực để thay đổi và cải thiện những cái phương pháp dạy học sao cho tốt nhất, nhưng nhìn một cách khách quan nhất, ta vẫn thấy rằng lối dạy và học hiện nay của môn ngữ văn vẫn còn những bất cập. Thứ nhất đó là trong việc dạy học thì giáo viên chủ yếu vẫn dạy theo cái phong cách truyền thống, đó là cho học sinh ghi chép rất nhiều và nặng về trang bị kiến thức và dạy theo lối nhồi nhét, cũng như là yêu cầu học sinh phải phân tích kỹ và sâu như một nhà nghiên cứu văn học. Còn về phía học thì học sinh của chúng ta vẫn còn thụ động, chưa tự chủ động tìm tòi, nghiên cứu và khám phá. Và dẫn tới là khi làm bài, các em chủ yếu là diễn đạt theo và vay mượn, chưa tự làm được một cái bài văn theo đúng những cái suy nghĩ và cảm nhận của riêng mình. Và điều này thì sẽ dẫn tới rất nhiều những hệ lụy. Và quan trọng nhất là các em không có khả năng tự đọc hiểu một văn bản cùng loại trong cũng như là ngoài chương trình. Và một cái nguyên nhân thứ hai khiến tôi thực hiện giải pháp, đó là thầy cô cũng biết theo định hướng của dạy môn ngữ văn của chương trình mới, đó là chúng ta sẽ chủ yếu sử dụng phương pháp đọc hiểu. Tức là sao? Chúng ta phải rèn luyện cho học sinh kỹ năng đọc văn bản để có thể tự tiếp nhận những cái giá trị của văn bản theo quan điểm riêng của mình. Và từ những kỹ năng mà người học được trang bị thì các em có thể vận dụng để đọc bất kỳ một tác phẩm văn học nào trong cũng như là ngoài chương trình. Và nguyên nhân thứ ba để thực hiện giải pháp, đó là các thầy cô biết dù là chương trình mới hay là cũ thì văn bản truyện cũng là những văn bản mà chiếm cái số lượng nhiều nhất. Và nếu như học sinh được trang bị kỹ năng đọc thành thạo về thể loại này thì các em có thể tự tin trở thành một người đọc chuyên sâu và có thể đọc bất kỳ một văn bản nào ở trong chương trình cũng như là bên ngoài. Và chính vì những lý do trên cho nên tôi đã quyết định thực hiện để giải pháp phát triển năng lực đọc hiểu văn bản truyện cho học sinh trung học phổ thông theo định hướng chương trình mới. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần nội dung của giải pháp. Để thực hiện giải pháp này, tôi đã thực hiện 3 công đoạn như sau. Công đoạn thứ nhất, tôi trang bị cho học sinh những nguyên tắc của việc đọc hiểu. Những nguyên tắc của việc đọc hiểu bao gồm: thứ nhất, học sinh phải hiểu được mục tiêu của việc đọc hiểu là hiểu được các tầng nghĩa của văn bản, từ hiển ngôn, hàm ngôn đến những cái thông điệp về mặt tư tưởng mà tác giả gửi gắm trong văn bản. Thứ hai, học sinh phải được làm việc trực tiếp trên văn bản. Và thứ ba, học sinh phải nắm được đặc trưng của các thể loại mà mình đọc hiểu. Và cuối cùng, phải trang bị cho các em những cái quy trình, các bước đọc hiểu một văn bản, văn học. Sau khi học sinh đã nắm được các nguyên tắc của việc đọc hiểu rồi, thì cái công đoạn thứ hai, tôi sẽ tiếp tục trang bị cho các em cái kỹ năng để đọc hiểu một văn bản truyện. Ở trong công đoạn này, thì tôi sẽ thực hiện theo các thao tác. Thứ nhất là trang bị cho các em những đặc trưng kiến thức về thể loại truyện. Ví dụ, các em cần phải nắm rõ được nghệ thuật trần thuật, điểm nhìn trần thuật, kết cấu của một tác phẩm, tình huống truyện là gì, nhân vật, chi tiết và ngôn ngữ. Đây là những cái phương tiện mà các em sẽ dùng để mà khai thác và đọc hiểu những cái văn bản cụ thể về truyện. Sau đó, các em sẽ được hướng dẫn những cái quy trình đọc hiểu một văn bản truyện. Và quy trình ấy tôi đưa ra để hướng dẫn các em gồm có 4 bước. Bước thứ nhất sẽ cho các em đọc hiểu những yếu tố thuộc đặc trưng của thể loại truyện. Đó là hướng dẫn các em khai thác những yếu tố như là nghệ thuật, điểm nhìn trần thuật,
kết cấu của tác phẩm, tình huống truyện, chi tiết đặc sắc và ngôn ngữ của tác phẩm. Sau khi các em đã xong bước 1 thì sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu, đọc hiểu nội dung và tư tưởng của truyện thông qua những yếu tố như là nhân vật, đề tài, chủ đề và tư tưởng của truyện. Và bước thứ 3 sẽ gợi mở cho các em những cái tác phẩm cùng đề tài, cùng chủ đề trong cũng như là ngoài chương trình để các em đọc, liên tưởng và mở rộng, có những kiến thức sâu rộng hơn về tác phẩm cũng như là những tác phẩm bên ngoài. Thứ tư đó là sau khi kết thúc quá trình tìm hiểu tác phẩm thì giáo viên sẽ xây dựng hệ thống những câu hỏi để kiểm tra, đánh giá về năng lực, cảm nhận cũng như là viết của học sinh. Thì để bắt kịp với xu hướng của các trường đại học hiện nay đó là tổ chức tuyển sinh theo kỳ thi đánh giá năng lực, cho nên phần xây dựng hệ thống câu hỏi này thì tôi thường xây dựng 5 câu hỏi trắc nghiệm với các dạng thức khác nhau. Và sau đó ít nhất tôi sẽ xây dựng mỗi một văn bản đọc hiểu cho các em đọc hiểu 2 đoạn trích cụ thể và theo đầy đủ các mức độ của quá trình đọc hiểu, từ công đoạn nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Sau khi các em thực hiện xong 4 bước này rồi và nắm được quy trình rồi thì giáo viên sẽ cho học sinh thực hành. Và trong công đoạn 3 thực hành đọc hiểu thì tôi đã xây dựng 2 ngữ liệu để hướng dẫn học sinh. Đó là 2 ngữ liệu hoàn toàn mới nhưng có nằm trong định hướng của sách giáo khoa 2018. Đó là truyện ngắn Mây trắng còn bay của Bảo Ninh và truyện ngắn Muối của rừng của Nguyễn Huy Thiệp. Mục đích tôi đưa 2 văn bản mới này để giúp cho các thầy cô kiểm tra cái kỹ năng mà các em đã được học và sẽ vượt vận dụng như thế nào. Với 2 tác phẩm nằm ngoài chương trình và mới mẻ này thì sẽ ít tài liệu tham khảo, cho nên các thầy cô sẽ kiểm tra và đánh giá được cái kỹ năng một cách khách quan nhất. Phần tiếp theo của giải pháp là minh chứng và những điểm mới. Thưa các thầy cô, trong quá trình thực hiện minh chứng cho giải pháp thì tôi lại lựa chọn 2 tác phẩm, một tác phẩm quen thuộc với các em đó là nằm trong chương trình Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân, và tác phẩm thứ 2 là tác phẩm Mây trắng còn bay của Bảo Ninh, một tác phẩm mới nằm trong định hướng của sách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thông mới 2018. Thì đối tượng mà tôi thực hiện giải pháp này đó là học sinh của lớp 11 chuyên trung trường trung học phổ thông chuyên Bắc Giang. Khi các em thực hiện đọc hiểu về tác phẩm Chữ người tử tù, một tác phẩm nằm trong chương trình và lần đầu tiên tiếp cận theo cái quy trình đọc hiểu này thì các em đã làm rất là tốt. Và đây là một số những hình ảnh, đây là chi tiết nghệ thuật đặc sắc mà các em đã khai thác được. Và đây là cái quá trình phân tích nhân vật Huấn Cao, nhân vật Quản Ngục và so sánh mở rộng liên tưởng đến các tác phẩm khác như là Chí Phèo và Hai đứa trẻ. Ngoài tác phẩm quen thuộc nằm trong chương trình, để đánh giá một cách khách quan nhất xem cái kỹ năng đọc hiểu đối với tác phẩm ngoài chương trình các em sẽ xử lý như thế nào, thì tôi đã tiếp tục cho các em thực hành đọc hiểu tác phẩm Mây trắng còn bay của Bảo Ninh. Và tôi chia học sinh thành các nhóm. Nhóm 1, các em sẽ tìm hiểu những đặc trưng của thể loại truyện. Nhóm 2, các em sẽ phân tích về nhân vật bà cụ. Nhóm 3, các em sẽ phân tích về nhân vật tay vận con lê. Và nhóm 4 thì các em sẽ làm khái quát về nội dung tư tưởng và liên hệ mở rộng. Thì quá trình các em thực hiện 2 tác phẩm đọc hiểu mà tôi đưa ra thì các em đã làm rất là tốt. Ngay cả những tác phẩm ngoài chương trình thì các em không chỉ làm một cách rất là bài bản, mạch lạc mà còn có độ sâu, có những ý tưởng mà nằm ngoài những cái suy nghĩ ban đầu của tôi. Kính thưa các thầy cô, như thầy cô đã biết rằng không có một phương pháp dạy học nào, một kỹ năng rèn luyện nào cho học sinh là trọn vẹn và hoàn hảo cả. Và ở giải pháp của tôi cũng biết rằng vẫn còn rất nhiều mặt hạn chế, tuy nhiên cũng đã đem đến những cái đóng góp, những cái giá trị tích cực. Nhất đó là tôi cho rằng rất là phù hợp với lại cái định hướng của chương trình sách giáo khoa mới 2018. Và cụ thể đó là khi chúng ta thực hiện giải pháp này để hướng dẫn học sinh đọc hiểu một văn bản truyện thì đã phát triển cho các em đầy đủ 4 kỹ năng: nghe, đọc, nói và viết. Thứ hai nữa là với vận dụng những cái giải pháp này thì chúng ta chủ yếu là hướng học sinh cách đọc, phương pháp đọc, chứ không phải là dạy nặng về lý thuyết và nhồi nhét kiến thức như lối dạy trước kia.
Và cái thứ ba nữa, đó là khi chúng ta sử dụng các công đoạn đọc hiểu một văn bản truyện này thì chúng ta đã tích hợp cho học sinh theo chiều dọc, đó là liên kết những cái tác phẩm có cùng một cái đề tài, một chủ đề để mở rộng cho các em. Thứ hai nữa là có thể tích hợp ngang, đó là tích hợp các kỹ năng rồi các kiến thức của nhiều phân môn khác nhau trong cùng một cái quá trình đọc hiểu của văn bản truyện. Và cái thứ tư đó là khi các em trả lời những cái câu đọc hiểu mà do học sĩ do giáo viên đã xây dựng ở phần cuối của quá trình đọc hiểu ấy, thì chính là đã đảm bảo cho các em đầy đủ những cái mức độ của một quá trình đọc hiểu, từ kiểm tra, nhận biết, trắc nghiệm cho đến thông hiểu và cuối cùng là vận dụng. Và một trong những đóng góp quan trọng của giải pháp đó là tôi đã xây dựng những cái ngữ liệu đọc hiểu hoàn toàn mới để cho các thầy cô cũng như là các em học sinh có khả năng đánh giá cái kỹ năng đọc hiểu một cách khách quan nhất. Và tôi tin rằng nếu như giáo viên chúng ta kiên trì và rèn luyện cho học sinh một cách thường xuyên về cái quy trình đọc hiểu cũng như là kỹ năng đọc hiểu văn bản truyện như tôi đã nêu trong giải pháp, thì chắc chắn rằng học sinh sẽ tiến bộ và sẽ có khả năng đọc hiểu một cách tự tin bất kể một cái văn bản truyện nào trong cũng như là ngoài chương trình. Chúc các thầy cô thành công. Và cuối cùng, kính thưa các thầy cô, tất cả những cái vấn đề mà tôi trình bày trong giải pháp trên hoàn toàn không sao chép, không vi phạm bản quyền. Các biện pháp mà tôi đã triển khai, thực hiện cũng như là minh chứng về học sinh ở lớp 11 chuyên trung của trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang là hoàn toàn trung thực. Và cũng mong rằng qua những trình bày của tôi trên đây thì các thầy cô sẽ góp ý và đóng góp cho tôi để tôi hoàn thiện cái giải pháp của mình hơn và giúp cho tôi nâng cao được những cái kỹ năng cũng như là phương pháp dạy học cho học sinh của mình. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô và các em đã lắng nghe.